Xin chào tất cả anh em nhé. Thì lâu lắm rồi mới lại lên một cái video cho anh em. Thực ra là này công việc nó rất là nhiều, với dịch bệnh thì rất ít có thời gian lên video. Hôm nay tiện lên video ở đây ấy, giới thiệu với anh em những cái mẫu Zinpass rẻ ngày trước mình bán ấy, thì nó chỉ có đen khói này và màu bạc. Đây Zinpass rẻ nhá. Còn xịn thì nó vẫn có cái màu cam và cái màu xanh lục bạc. Đấy thì hôm nay hàng rẻ nó sẽ về được thêm màu xanh dương này, đây cái này bọc sẵn này, xanh dương cho anh em nhé, xanh dương rất là đẹp. Tiếp theo nữa là xanh này là nó có thể gọi là xanh lục bảo được, đúng hơn là xanh niken. Xanh này như kiểu màu xanh của kawa ấy, đấy rất là đẹp. Đây nhìn anh em đấy, rất nét nhé, màu xanh này. Tiếp theo nữa là màu vàng, đây là màu vàng đấy, màu vàng nhé, màu vàng, màu đỏ, đây là màu đỏ này. Đấy, cho phù hợp với anh em. Anh em đi màu xe nào thì cũng có luôn. Đấy, còn đen, đen với bạc. Đen với bạc thì từ trước đến nay vẫn đang bán rồi. Đấy, hai này thì anh em biết rồi. Thêm một màu nữa. Màu này dùng cho anh em nào mà tính nóng như kem luôn. Anh em nào mà thích chơi màu hồng mạnh mẽ nhá. Hồng mạnh mẽ. Đấy. Ông nào thích xến sẩm một tí có thể chơi màu này, vì rất nhiều anh em bây giờ đang dán xe hồng Hello Kitty mà đi thêm đèn pha này nữa thì chấm hết luôn. Rồi thì để mà nói về cái đèn này cũng như tất cả các loại đèn led thì sẽ có một lưu ý cho những anh em mới chơi. Đấy, có một lưu ý rất là quan trọng, nó nhỏ thôi nhưng rất là quan trọng, đó là bắt buộc là phải sử dụng điện bình. Đấy, rất nhiều anh em ngày trước mình bán ấy, từ những cái bóng hậu đến đèn pha led cho đến pha led 2 tầng này, thì anh em không biết được cái vấn đề là phải dùng điện bình, mặc dù mình rất cẩn thận trong cái khâu đóng gói sản phẩm. Và lưu ý thứ nhất là trên mô tả bài viết thì mình cũng đã nói rõ là đã là đèn led là anh em phải dùng điện bình để cho nó ổn định, nó đỡ cháy. Đấy, tiếp theo nữa là ở trong cái gói hàng ấy, đấy là về phần mô tả bài viết là mình đã nói nhé. Tiếp theo nữa là cái phần đóng hàng của mình, mình rất là cẩn thận. Đây là một gói hàng hoàn này, đây là của anh em Duy Khang ở Hồ Chí Minh đã thu nhận gói hàng này, thì mình sẽ cho mọi người thấy, mình sẽ bóc ra trực tiếp xem mình đóng gói cẩn thận như thế nào và bên trong mình lưu ý như thế nào. Đấy, một cái rất nhỏ thôi nhưng mà rất nhiều anh em không làm, dẫn tới là nó cháy. Một cái đèn này cháy thì thứ nhất là anh em mất tiền, thứ hai mình không vui vẻ gì bán cái mặt hàng ra mà các bạn không dùng được. Đấy, thường là mình sẽ đóng là một hộp, thế nhưng mà có những lúc mình cẩn thận lên mình đóng hai hộp. Đấy, ví dụ như cái này một hộp, nhưng mà trước khi một hộp là bên trong này còn rất nhiều bìa cắt tông các thứ này. Đấy, anh em thấy chưa, mình đệm rất nhiều bìa cắt tông này, dày như này mà. Đây là gói hàng đã hoàn về nhá. Đấy, bìa cắt tông rất là để cho anh em đỡ bị gãy hai cái tay hai bên này, được chưa? Đấy, mình bọc bên trong, bọc xúc nổ. Đấy, anh em nhìn thấy cái tờ giấy chưa? Đấy, bóc hàng ra là thấy luôn. Đấy, quý khách lưu ý, đây là đèn led cho nên bắt buộc phải sử dụng điện bình ắc quy để cháy bóng nó kia. Đấy, tóm lại là nhiều anh em rất lười, đấy, bóc xong là vứt luôn, không làm theo. Và kể cả nếu mà anh em không bỏ qua những dòng chữ trên này thì mong anh em nhớ lại cái số 2 số điện thoại này cho mình, để mà trước khi lắp không biết thì còn có thể liên hệ. Chứ anh em cứ bóc vứt đi xong đến lúc đèn cháy rồi lại gọi bảo là shop bán hàng thế nọ thì kia rất là mệt luôn. Đấy, đây là một cái đèn là đã không nhận gửi về, anh em vẫn còn nguyên si luôn, không có một bất cứ vấn đề gì. Đây. Đấy, bên trong này vẫn còn một màng bọc rồi nữa. Này, bọc ra, bóc ra này. Mới tinh luôn, đẹp, nét căng. Đấy, đây là đèn rẻ nhá. Tiếp theo về cái đèn rẻ này. Đây là mặt sau của nó, nhiều anh em cứ bảo anh ơi bị gãy một cái tai này, nhưng thực ra không phải. Đây cũng không phải là gãy tai nhá. 10 cái như nhau cả 10 luôn. Đấy, đây là cái lỗ thông hơi của nó, được chưa? Đấy, thì nó khác đèn xịn như nào thì mình sẽ bóc một cái đèn xịn cho anh em. Đây. Đây, quay một cái hộp đèn xịn nhá. Đây. Đây là Zinpass xịn này. Đấy, Zinpass xịn này. Nó sẽ vào như này. Được chưa? Có cái tem của Zinpass này, cái sau Zinpass. Nó cũng có lỗ thông hơi nhưng nó là hàng xịn mà, làm nó chỉn chu hơn thì hai cái đầu này nó quay xuống để cho đỡ, nếu mà quay lên như này ấy, thì nó sẽ hứng nước vào, được chưa? Đấy, đây này, thấy chưa? Khác gì đèn rẻ đâu. Đấy, nhưng có cái là nó có thêm cái này. Đấy, và nó quay xuống như này. Đấy, rồi thoát hơi ra nó quay xuống chứ nó không quay lên để nước vào. Đấy, đây là mặt trước của Zinpass xịn. Đấy, tất cả đều là phải dùng điện điện bình hết anh em nhá.
tuyệt đối là không được sử dụng điện máy. Đấy, được chưa? Thì cái jean bác sĩ này nó sẽ có gì thêm? Trong này nó sẽ có một cái thẻ bảo hành. Thực ra thẻ bảo hành này thì mình cũng không ghi đâu, chả ai ghi đâu. Bây giờ bảo hành qua số điện thoại, anh em mua hàng nó có lịch sử mua hàng hết, mua từ ngày nào mà Jeanpass thì được bảo hành 1 năm nhé. Đấy, đối với màu cam và xanh lục bảo nó sẽ có thêm một cái móc treo chìa khóa hình cái đèn. Đấy. Còn màu bạc này, ví dụ như màu bạc với màu đen khói nhé, cũng là hàng xịn anh em nhé. Đây. Được chưa? Đây. Đây nhá, đúng ra ấy, hàng xịn nếu mà màu bạc thì nó sẽ không có cái này đâu. Nhưng không hiểu sao đây nó có, đúng ra nó có sẽ có một cái móc treo chìa khóa có cái chữ Jeanpass thôi. Đấy, chứ nó không có hình cái đèn này. Thì cũng có thể là do từng lô, mình cũng không để ý kỹ cái chi tiết này lắm. Nhưng thường là để hàng nó sẽ để ngẫu nhiên. Đấy, nhưng mà hàng xịn là một là sẽ có móc treo chìa khóa, hai là sẽ có móc treo chìa khóa hình cái đèn nhá. Và thẻ bảo hành thì chắc chắn rồi. Ok. Đấy là cái hàng xịn. Còn hàng này ấy thì không ông nào dám nói với anh em là bảo hành 1 năm, 2 năm hay là mấy tháng cả. Chỉ có bên mình, duy nhất bên mình là sẽ đổi mới cho các bạn trong 1 tuần nhưng sẽ bảo hành 3 tháng. Đổi mới 1 tuần tức là sao? Bây giờ ví dụ anh em mua về, anh em dùng điện bình nhá, không nói điện máy nhá. Điện máy thì anh em đấu xong 1 phút cháy mình cũng không bảo hành. Nếu dùng điện bình 1 tuần cháy mình đổi cho bạn cái khác. Còn trong 3 tháng sửa chữa là sao? Trong vòng 3 tháng này nếu mà anh em dùng ấy mà nó bị cháy, lưu ý nhé, trong 3 tháng dùng điện bình mà bị cháy thì mình sẽ lấy lại và sửa chữa cho mọi người, chứ không thể đổi cái mới, vì nhà máy người ta không đổi cho mình cái mới, cho nên là mình không thể đổi cho các bạn được. Được chưa? Nhớ là bảo hành 3 tháng tức là 3 tháng dùng điện bình nhé. Chứ còn nếu điện máy thì chắc chắn là mình sẽ không bảo hành đâu, mình sẽ từ chối. Tiếp theo nữa, có một đặc điểm, đây là hàng xịn này và đây là hàng rẻ nhá. Đấy, nhìn chi tiết hoàn thiện này, hàng xịn này, keo kiếc nó rất là chuẩn chỉ luôn này. Keo này, kể từ những cái đằng sau này nó cũng có keo cái rất là chuẩn chỉ, cho nên là nó chống nước. Ok. Còn hàng rẻ anh em phải chấp nhận thôi, vì hàng rẻ là số tiền anh em bỏ ra nó chưa bằng 1/3 hàng xịn. Đấy. Đấy. Thì cho nên là anh em lưu ý là hàng rẻ này khả năng vào nước là rất cao. Tuy nhiên, cách khắc phục thì anh em có thể bôi thêm keo vào đây. Cũng được, được chưa? Anh em có thể bôi thêm keo vào vùng quanh này. Đấy. Để khắc phục. Đấy, còn phần dưới này thì anh em mà không cần bôi để giả dụ nước nó có vào thì nó còn có chỗ nó thoát ra, được chưa? Đấy về hàng rẻ nhá. Chắc chắn phần nước là không ông nào dám bảo hành là không vào nước cho anh em cho cái hàng rẻ này. Thế nhưng mà anh em đi mưa thì với mình đã trải nghiệm thì ok, không vấn đề gì cả. Đi mưa thì ngon lành. Nhưng mà nếu mà rửa xe nhá, đừng có xịt vào nó là nước nó vào, được chưa? Đấy. Đây là về qua mấy lô đèn hôm nay về được số lượng thì nó vẫn còn rất là nhiều. Mình có bỏ ở trên kia nữa. Đấy. Mình có bỏ ở trên kia nữa, trong kho của nhà mình còn rất là nhiều số lượng thoải mái cho anh em chơi. Đấy, còn bạn nào muốn xịt thì mình sẽ để số điện thoại trực tiếp ở trên video cho anh em liên hệ trực tiếp với mình. Có giá xỉ tốt cho anh em. Đấy. Hôm nay về màu rất là đẹp luôn. Đấy. Anh em cố gắng chốt sớm. Đấy, và bây giờ thì hiện tại cửa hàng, nếu mà anh em nào gần Hà Nội có thể trực tiếp qua, mình cũng có thể lắp đặt cho mọi người luôn. Đấy, lắp đặt là sẽ tính công khoảng 3-50.000 trên một lần lắp đặt nhé. Thì mình sẽ phải đổi cả điện bình nữa. Đấy, màu xanh này cho anh em ngắm lại một lần nữa. Đây là màu đỏ. Đấy, rất là đẹp. Nói chung độ hoàn thiện của nó ngon đấy. Đây, hàng xịn này. Đấy, hàng rẻ. Đấy, anh em có thể nhìn luôn. Đấy. Tất nhiên hàng xịn nó sẽ sắc nét hơn, nhưng mà hàng rẻ không, nó cũng không đến mức. Đấy. Giá nó rất rẻ. Đấy, ví dụ anh em lưu ý này, những cái này khi mà người ta sơn mà người ta cho vào ấy, nó hay có vết sớt nhỏ ở đây. Anh em mua hàng cũng không nên gọi là kỹ tính quá, những cái vấn đề nó rất là nhỏ này, nó chẳng ảnh hưởng thì khi mình lắp vào nó chỉ lộ cái phần này ra thôi, nhưng không ai nhìn thấy cái này. Đây, anh em có thể nhìn được vết nhỏ không đáng kể, nói chung là không đáng kể. Cái nào cũng có đâu. Đây, màu vàng này. Đây cũng có một chút. Đấy, khi người ta vào đèn ấy là nó sẽ bị quẹt đấy. Cái nào cũng có một chút, không ảnh hưởng. Đấy, rất nhiều màu cho anh em có thể lựa chọn. Đấy. Rồi. Quay xa ra một chút. Đấy nhá. Thì từ đầu video đến cuối video ấy, một cái lưu ý nó xuyên suốt cái video của mình rất là
nhỏ thôi nhưng mà lại cực kỳ quan trọng, đó là phải bắt buộc phải dùng điện bình, hiểu chưa? Đấy, thì còn về cái hàng rẻ này, về độ sáng ấy, thì mình cũng đã có video test ở trên kênh, thì anh em có thể xem lại. Độ sáng so với đèn xịn mình nhận định là 80, có cái là đèn này nó sẽ thấp hơn đèn xịn một chút. Còn sáng hơn zin hay không thì chắc chắn là sáng hơn zin nhé. Anh em yên tâm sáng zin đấy, có cái màu hồng rất là hot. Màu này thì tuyệt vời luôn. Đúng màu này mà đi chơi với người yêu thì hết bài luôn. Rồi sắp tới thì thông tiện ở cái video này mình sẽ thông báo luôn, vì mình cũng hơi ít thời gian một chút đấy. Thì sắp tới mình bắt đầu lại triển khai lại về vấn đề bô, vì rất nhiều anh em trong thời gian mình nghỉ dịch ấy. Nghỉ dịch thì mình cũng nhà có con nhỏ nên mình cũng không muốn tiếp xúc nhiều, thật ra là mình chỉ làm online thôi đấy. Thì sắp tới mình sẽ làm lại bô, có cả xỉ cả lẻ và cả lắp đặt tại chỗ luôn. Thì rất mong anh em thời gian tới ủng hộ cho cửa hàng. Thì có số điện thoại đấy, thì anh em cần tư vấn cái vấn đề gì ấy, nếu mà chat Zalo ấy mà mình không kịp trả lời anh em thì anh em cứ gọi điện trực tiếp, được chưa? Đấy, về gói hàng là mình sẽ bọc rất là cẩn thận như này, cho nên là anh em rất là yên tâm. Dù các bạn ở xa tận đâu đi chăng nữa nhưng mà khi đặt hàng bên mình là khẳng định hàng đến nơi là sẽ không bị hỏng hóc dập vỡ gì cả. Đấy, đưa thêm một gói hàng kia. Đây cũng là một cái hàng mà các bạn trả về, bạn này là ở Bình Lộc, Lạng Sơn nhé. Cái này là bạn ấy đặt là có cả công tắc phát sinh. Đấy, mình mở cho mọi người. Vì một số anh em ấy cũng rất nhiều video mình nói rồi, đó là lần đầu mua ở Shopee với Lazada ấy. Các bạn có thể chưa nắm được quy định ở trên này là họ không cho kiểm tra hàng. Các bạn nhiều khi nhận hàng không được kiểm tra, rất không nhận hàng, cứ bảo bên trong này là cái gì ấy. Nhưng mà bây giờ mà anh em kiểm tra anh em không nhận, đâm ra nhiều khi ship nó lại lấy lý do là được bóc thì nó lấy mất hàng của mình. Với lại nhiều đây, mà khi đã được bỏ ra kiểm tra, nhiều khi mình gửi cái đèn nhưng mà ship nó bóc vẹ ra, nó đục trục vạch của nó, lại bảo shop khi mà gửi về thì shop phải nhận lại được đúng cái cục gạch không đấy. Cho nên là anh em lưu ý là tại sao là cái quy định chung là không được kiểm tra, cho nên là khi gửi đi như nào, khi về như thế, ngắn gọn là chưa bị bóc tách ra như thế nào, thì mình nếu mà mình mất hàng mình còn khiếu nại được. Chứ còn nếu mà quy định họ cho kiểm tra thì đến lúc ship bóc ra, ship về của khách bóc ra nó chỉ có mỗi viên gạch thôi thì rất đây. Khách này công tác bác sĩ. Đấy là quy định của Lazada và Shopee. Đấy là quy định của Lazada và Shopee rồi nhá. Thì anh em phải lưu ý cái vấn đề đấy. Tiền thì vẫn trong túi các bạn được chưa? Đèn thì vẫn ở. Hàng thì mình vẫn cầm. Đấy, anh em đồng ý quy định thì đặt, chứ đừng đặt đến nơi rồi xong lại gây khó dễ cho bên vận chuyển, gây khó dễ cho người bán như mình đó. Hàng chuyển đi chuyển về chi béo bên vận chuyển, mình mất hai lần tiền ship thì rất là mất việc. Đây là khách này có đặt có công tắc phát sinh này, đây soi trực tiếp cho anh em xem vừa này. Đấy, công tắc phát sinh này, đây nét màu này, màu bạc này. Đấy. Bạn này Bình Lộc Lạng Sơn, đây có số điện thoại đây, được chưa? Cả ship là hơn 400.000 rồi, còn giá của nó có 370 vậy. Đấy, thì vẫn như các bạn khác thôi. Đây, thì bạn này đấy như vừa rồi đấy, bạn kia mình bảo mình cơ bản là mình sẽ đóng hai hộp đây, để cho hàng anh em về là nó sẽ ngon lành nhất. Đây được chưa? Hai hộp, đây là một hộp. Đây một hộp. Đấy, để bảo vệ làm sao cho những cái tai đèn này dù có đến tay anh em hoặc anh em không nhận gửi về. Đấy, mình hàng của mình nó vẫn là ok. Vẫn có thể bán cho anh em khác. Đây. Và đấy anh em thấy một điểm chung không? Đều có cái. Đấy, mình rất là cẩn thận luôn. Thế mà bạn nào mà vẫn còn không đổi điện bình mà vẫn dùng điện máy để nó cháy thì là anh em phải chịu trách nhiệm thôi. À, còn một cái này nữa mà rất nhiều anh em đi quê 50 hỏi, mình cảm thấy rất là buồn cười, tức là đổi điện bình là như thế nào ấy, và chuyển điện bình là như nào. Anh em rất thích tò mò tay máy ấy, tự làm, nhưng mà mình khuyên nếu các bạn không làm được thì nên ra ngoài quán nó chuyển điện bình chỉ 20.000 thôi. Chuyển điện bình tức là cái xe của mình đang dùng điện máy đấy là phải nổ máy đèn mới sáng. Còn bây giờ khi chuyển qua điện bình thì bật chìa khóa, bật công tắc đèn là đèn đã sáng, tức là nó sẽ dùng điện bình, bóng đèn sẽ dùng điện bình, nó không dùng điện máy nữa. Đấy, anh em cứ một số anh em cứ bảo thế bây giờ mua đặt đèn rồi nhá, xong mình mới lưu ý cả ở trên phần tin nhắn là nhớ phải chuyển điện bình. Thế không lại hiểu thế là phải thay bình nữa, thế thôi không nhận hàng, rất là mất việc. Chuyển điện bình tức là chỉ là chuyển từ điện máy sang điện bình thôi, đang dùng điện máy sang dùng điện bình thôi chứ không phải là thay bình. Đấy, một số anh em không hiểu, cứ hiểu sang là phải thay bình ắc quy, thôi không nhận nữa, giờ lắp cái đèn lại phải thay bình. Hoặc là kể cả bóng hậu ấy, mình bảo ông nào chơi đèn pha led rồi, chuyển điện bình rồi thì mua. Đấy, thế là mua về cái đèn bóng hậu mình bán 20-30 thôi.
về mình bảo chuyển đến mình lại hiểu thành phải đi mua bình, thế là thôi bom luôn, không nhận nữa. Giờ mua cái bóng có 20-30 về lại phải thay mấy cái bình mấy trăm, không nhận nữa, rất là mất việc. Đấy, anh em phải hiểu rõ cái như nào là điện bình, như nào điện máy và cách chuyển như thế nào nhé. Cách chuyển anh em biết thì anh em làm, chắc chắn biết thì làm, không thôi ra quán sửa xe đã. Đấy, sau khi mà gửi đi gửi về thì hàng vẫn rất là đẹp. Đấy. Và vẫn có lỗ thông hơi bình thường. Đấy, chứ anh em, một số anh em là gọi điện chửi mình vì cái này gửi đi gửi lại gãy, chứ không phải gãy, nguyên bản nó đã thế này, cái nào nó cũng như thế nhá, chứ không phải gãy nhá, đây là lỗ thông hơi thôi. Đấy. Còn ở đây nó tất nhiên là nó cũng rẻ thì rẻ, nhưng mà nó cũng có keo rồi, nhưng mà nó sẽ không, keo nó sẽ không được xịn mịn và đầy đặn chỉn chu như là hàng xịn đấy. Cho nên là khuyến khích anh em là, một là nên hạn chế nước, hai là các nếu có thể thì các bạn hãy bôi thêm silicone vào đây, silicone nhé, thì nó sẽ ngon lành hơn đấy, tuổi thọ sẽ tăng. Còn mình cam đoan anh em, nếu mà anh em dùng điện bình tuổi thọ tầm 1 năm là bình thường dùng điện bình nhé. Đấy, chứ còn dùng điện máy thì phát bột cháy luôn, được chưa? Đấy, chỉ xoay quanh vấn đề hôm nay chỉ là giới thiệu những cái đèn mới về, những cái màu mới về rất là hot, rất là đẹp. Và lưu ý sâu sắc lại một lần nữa, đó là để led thì dùng điện bình, dùng điện máy. Đấy. Nét chưa? Rồi. Có lẽ thì cũng chia sẻ với anh em khá là dài rồi, thì có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì rất mong thời gian tới anh em sẽ ủng hộ cho cửa hàng của mình. Đấy. Ok nha. Rồi, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Ok.